Ai yo, xin chào các bạn trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay sẽ chơi tiếp tựa game Anime Adventure các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ cho anh em coi cái sức mạnh của mà những cái unit mythic mà mình đã thu thập được Bây giờ mình biết là mình thu thập cũng chả được bao nhiêu con đâu Mình chỉ thu thập được ba con trên tổng số là 5 con hay 6 con rồi đó Mà ở trong game nó ra mắt mà thôi, nói chung là ba con này mình thấy là nó cũng khá là ổn áp Mình cũng sẽ review cho anh em coi Thì ở trong game này nó hiện tại đang có một cái con mà ly tịch Mà nếu mà anh em không run được ở trong cái thời gian này Thì có thể nó sẽ biến mất luôn anh em mà thì thôi cái vấn đề đó là mình đã chuẩn bị xem rồi này, anh em mà 7 6 xem với lại thêm mình cày thêm một tí nữa là khoảng 8 000 xem sau đó mình cắn full lắc vào thì chúng ta sẽ đủ xem để mình quay con đó thì nữa mình sẽ review lại cái con đó sau và bây giờ thì mình sẽ review cái bộ ba cái unit mà mình có được thứ nhất là con Aizen này thứ hai là con Uru và cũng như thứ ba là con Uiro này anh em ạ à. không nói gì nữa chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi bạn cần một dịch vụ kèo thôi một nơi bán robot uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn, nơi bán robot rẻ nhất tại Việt Nam cùng với đó là hàng trăm trò chơi với quà tặng hấp dẫn lên đến trị giá 10.000 Robux đến ngay shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ cho bạn 24 7 khi bạn gặp lỗi vào đây để ủng hộ cho mình nha Rồi thì trước tiên thì mình nghĩ là chúng ta nên bắt đầu tới cái việc là invol nó lên trước tức là tiến hóa nó và cũng như là ban cho nó một xíu cái bát siêu nha anh em ạ à. thì ok bắt đầu làm việc đó thôi mình sẽ mua một cái này trước để cho nó tiêu tốn tiền của anh em của mình lại sau đó ta sẽ vào invol cho các bạn xem cái nguyên liệu để nâng cấp nó là gì thì ở trong đây anh em có thấy là mình đã cày cuốc khá là chăm chỉ để chúng ta mình thì nó mình cày cuốc không hay lắm mình ra là anh em mình đã cày cho mình đấy thì ở đây mình đang có là 172 cái cây que que gậy này để cho mình nâng cấp lên thì mỗi con nó sẽ yêu cầu một cái nguyên liệu nâng cấp riêng thì chúng ta cùng coi thử coi là những cái con nó sẽ cần Cần nguyên liệu gì thứ nhất là con uero này uero này nó sẽ cần là hai cái cây đâm đâm chọc chọc này Đấy, ok con tiếp theo mình muốn năng con, con uru nó sẽ có là gì con ru nó sẽ có là 25 mươi lăm phần trăm atk atk giờ thêm và ai cả trưởng thật 25 phần trăm tỷ lệ crit nữa không biết crit có được gì hay không đấy mà nghe crit là có vẻ khá là hay đấy và thêm holy arrow nữa Thôi cũng được và tiếp theo chúng ta sẽ có là cái gì tiếp theo chúng ta sẽ có là thanh niên aizen này aizen này sẽ nâng cấp lên cần một cái uh, họ vui vẻ này chúng ta sẽ có được là đây thêm 30 phần trăm atk và có thêm cái gì đó mình không chơi game không biết anh em mà Nhưng mà khi nâng lên thì anh niên này sẽ có thêm là bị Betray bị thì anh em có thể, thể hiểu là phản bội đó kẻ phản bội betrayal đấy bây giờ thì chúng ta hãy cùng uh, lấy thế nào trước tiên là chúng ta sẽ cần đó chính là một negative box để chúng ta có thể nâng uh, cấp anh bạn kia lên anh bạn uh, anh bạn aizen lên cái này thì chúng ta sẽ cần là ba cái thì phải một này phẩm ta ừ ba cái mình nhớ là ba cái hả à, ừ cái này ba cái thì còn cái kia là gì ta à, bà mẹ à, hai cái hai cái spirit ôi bà mẹ vậy thì nếu mà mình rút cái này ra thì mình lại không đủ cái cái ngôi sao này anh em ơi trí tệ thế nhờ đó mình nghĩ là mình sẽ rút ủa đúng ta à đủ đủ các bạn à. hình như là đủ các bạn đủ vừa khích luôn các bạn đâu hai cái này đấy hay chứ hú hồn là đủ các bạn ba cái đây ba cái này và chúng ta sẽ có thêm hai cái spirit này nữa. Uhm, đây, một này. À uh ha -huh. và ở đây chúng ta sẽ có cái này khó chịu nhỉ. Mỗi mỗi lần mình bấm vô nó phải uh, hiện ra chat một tí xíu nó mới chịu. Rồi, ok và chúng ta đã có được là ba cái uh, món bảo vật để chúng ta bắt đầu nâng cấp nha các bạn. À. Đừng quên là các bạn cần phải đi cày Infinity hoặc là cày ấy đó để chúng ta có thêm những cái que uh, này để chúng ta nâng cấp. Rồi, unit đầu tiên mà chúng ta sẽ có. Đây, đây là unit uh, nha Izen, con tiếp theo là con gì? Mình thì chỉ biết nó tên Izen thôi tại vì nó là cách chơi chữ bên OnStar nên mình biết. Con này là con Uru rồi phải. Đây, Uru. Uru thì nó cấp lương thôi. Đấy, chúng ta sẽ có con Uru tiếp theo. Nhìn nó cũng khá là tàn tật rồi phải. Rồi, ok. Con thứ ba là con con thứ ba là con này à con uh, Euro này Euro thì ok nâng luôn nhé. Ôi con Uero này nâng cấp lên thấy được một cái mà thay đổi rõ rệt luôn. Ok, giờ thì chúng ta đã có được là ba con nhân vật này và bây giờ thì mình sẽ ban cho nó cái sức mạnh nha. Nên mà với cái uh, hmm, bà mẹ nó mình lại hết Google anh em à, đâu để mình nâng lên thì uh, mình cứ ban nó bừa một cái bát siêu đó thôi. Mình sẽ ban cho con uh, Nhìn con Aizen có phải lực hơn đấy này mà con này có phải 25% tỷ lệ crit nhìn khá là mất chạy này để mình nâng lên thử coi nó như nào. Reron. Ok, bị lừa rồi. Ok. Reron ra được cái rank 1 thấy sau đời rồi. Ok. Và Aizen đừng làm thất vọng. Đấy. Ok, cứ sử dụng cái này thôi, không sao đâu. Nâng. Ok rồi ok super, hay quá bữa nay may mắn quá anh mà bữa nay mình mở được hai bác siêu mà thuộc top luôn anh em rồi cái này thì sẽ cho 10% Dam, cái này sẽ cho mình thêm một ít rang và cái này sẽ cho chúng ta thêm được hai rang bây giờ thì hãy vào ải và coi thử coi sức mạnh của ba cái unit mới được nâng cấp của mình để có thể giúp ích được gì cho mình nha anh em mà let's go Three weeks later. Rồi thì mình đã vào trong cái trận Infinity và cũng như là pha một tí để chúng ta có tiền để chúng ta review Ở trong cái tựa game này thì đường cái là mình pha Infinity nó lên tiền khá là nhanh các bạn ạ Mỗi lần qua quay tiền nó lên khá nhiều và cũng như là cái con Bulma này búp cho mình cái lượng tiền cũng ổn định Thế nên là mình đã được 52k để review nè anh em ạ Mình nghĩ mình sẽ review từng con từng con chứ hát trước tiên mình sẽ review cái thanh niên mà có cái khả năng mà đánh critical này cho anh em coi Đấy để mình bật lên cái đầu cái nào mà show đam cho anh em coi nha Đây Show dam hình như là ở ngay đây thì phải Cái này là Đây Để coi À cái này thì phải lấy lắc Ủa bà mẹ cái nào để mình Show dam lại là... đây Đấy coi bật cái này lên thì anh em có thấy được là cái lượng đam của thanh niên Uru này tạo ra cho chúng ta Đấy thì uh, mấy cái nào mà nó có dấu chấm than á Tức là cái thanh niên Uru nó mới đánh Critical đó các bạn ạ à. hmm. Ok, đấy, ok, thì bây giờ chúng ta hãy cùng, uh... ờ, nhưng mà quái nó, nó hơi uh, nhiều một tí, nhưng mà chắc không sao đâu. Bây giờ thì mình sẽ nâng cấp thanh niên này lên một vài cấp cho các bạn xem nha. Đây, để coi thử coi là thanh niên này có thể như thế nào. Hiện tại là ở trong những cái mà map mới của trong... Uh cái story ấy là chúng ta đã có bắt đầu có quái bài nghe này mà Nên là anh em nên chú trọng cái việc là chọn những con mà có khả năng e uh, nhiều hơn, tại vì cái điều đó khá là quan trọng đấy. Đây nâng lên vài cặp độ cho anh em coi. và à, mấy thanh niên này đam to quá, nhìn uh, mấy con quái này nó chưa có đủ máu để nó tăng này mà Lựa ái cao quá thì uh, bắn không chết quái, mà lựa ái thấp quá thì nghe uh, đánh nó không có, uh, bà mới đánh đánh quái thì nó không có hiện crit uh, lên nè. À. Đánh phát nó chết tươi crit mẹ nói này nâng lên cho anh em coi ồ Oh, nó tăng khá nhanh và cũng như khi mà nâng lên max cấp thì cái uh, hiện tại mình thấy là đánh cũng thuộc hàng ổn đó các bạn ạ ba phẩy chín giây đánh một lần Ồi, oh, holy arrow tức là kiểu mũi tên là thần thánh đó các bạn ạ. À. Đây thì bây giờ sẽ có mấy con mà kiểu nó cứng cáp hơn anh em có khả năng nó sẽ tăng được một tí chứ mà thật sự là mấy con mà nó không có mà châu đó, bắn phá lật rộng rồi anh em ạ. À. Đây, nâng cấp này nữa là 3.9 giây đánh một lần là đánh rất nhanh nữa các bạn ạ. À. Với tốc độ 3.9 giây này mà anh em mà có thêm những cái máy siêu mà ổn ổn xíu là đây sẽ là một thanh niên mà gây DPS khá là ổn áp á. Uhm, 3, giây quá một lần, càng nâng càng nhanh. hồi được nha. Ở đây mình đã có một cái nhân vật mà khoảng 3.4 giây đánh một lần thì chắc là cũng sắp xỉ là khoảng 3,5, 3,6 giây thôi Nếu mà cái con của bạn mà nó bị xui, nó ron ra cái tốc đánh nó chậm một tí Nhưng mà không sao, vì cái lượng đam và cái lượng răng như thế này là ổn rồi nên mà Em có thể trông chờ vào một tí cái khả năng crit của nó Đấy, mong là nó sẽ crit nhiều chứ mà thì không hay Mình không biết là nó Mỗi lần nó crit là nó sẽ có dấu chấm than ngoài sao Hay là mỗi lần nó crit thì cái con số nó bự hơn em mà Nó nhưng mà bật lên cho anh em coi Thì đại khá là vậy Đấy mình như mỗi mỗi số mà nó có chấm than á là như là crit các bạn à. 25% thì mình thấy là bắn crit thì cũng đôi khi crit thôi Chứ nó không phải là kiểu mà nhiều như là mấy cái khác Mấy cái khác là anh em bắn anh em sẽ thấy crit nó ầm, ầm 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 Đấy 121 này nó có dấu chấm than ngoài sao Tức là cái đó là cái crit Ấy, Đây thì là một trong những thanh niên mà đầu tiên trong game này Nó có cái tỷ lệ crit này rất là hay luôn anh em ạ à. Thì đó là một cái con mà anh em mình nghĩ là nên sở hữu để chúng ta có thể thủ e ở những cái ải sao nghe này mà con này hình đánh giá của mình là cũng rẻ tầm 36 k thôi ngon chứ à, mình à ở trong game uh, anime adventure này thì chúng ta cần phải có thêm một cái nữa gì anh biết, biết không là phải đặt cho anh em coi nữa coi là hình như đặt được bao nhiêu con nhé đây thì uh, mình sẽ đặt ra uh, uru thì chúng ta sẽ đặt được hình như là bốn con năm con à, uru đặt được năm con một số lượng là cũng gọi là nhiều đó các bạn ạ à. đấy tại thường những cái unit khác là đặt không được bao nhiêu đâu đây của anh ta là 50 mươi uh, 52 cho nên biết độ bự nó bao nhiêu thì từ đó nó có thánh tới, tới đây à, thì ở ngày hôm qua mình đã làm một cái video mà mình quay một nhân vật mà mình thấy nó nhàn quá nên mà nên thôi mình quyết định là mình đóng cái video này luôn cho nên em coi để trong lúc quay thì mình đã may mắn có được con Bulma mà phiên bản mà Sunny nó cũng khá đẹp nên mình đã quyết định là sử dụng nó luôn anh em ạ à. rồi bây giờ thì xem này nhé chúng ta hãy cùng tới con tiếp theo thôi con tiếp theo là mình muốn cho anh em coi là con dần đấy ha con dần này nhìn nó khá là được nè anh em ạ. À. Đấy, Aizen của chúng ta thì có phải 7,5 giây đánh một lần. Để là đa và đam thì cũng thuộc hàng ổn. Đấy, nâng lên cho anh em coi nha. 2 k tư đam này ở đây thì nó sẽ đổi thành cái phong cách đánh mới nè và giảm một ít tốc đánh. Ngồi đây. Coi giảm được bao nhiêu ơi mà hmm. Không thấy hiệu ứng nha, nói chung là anh em cứ tưởng tượng là nó đánh ra sao đây hết chứ thật sự là Gà bật hiệu ứng lên anh em chơi chắc điên luôn á à, Thôi cứ bật uh, bật cho anh em coi nha, thanh niên kia nãy thì uh, chắc là bắn uh... Đây, bật hiệu ứng lên cho các bạn coi nhìn nó mệt lắm này mà game này bật hiệu ứng lên nhìn nó đánh nhìn quả chú ý lắm nên là mình ít khi nào bật hiệu ứng lên lắm đây nâng lên tiếp thì sẽ là 6,6 giây đó một lần tóc đánh uh, rang thì tăng lên 20 nhẹ nhàng thôi tiếp tục là 6,6 rang đam tăng cũng không nhiều lắm đây 6,1 giây đánh một lần uh, đây đây là hado 90 đó mình không biết cái skill nó là gì nên là mình sẽ nâng cấp nó thôi đấy không biết là có phải oh nhìn khủng rồi đó anh em ạ à. hình như là cái cái này là cái hộp Pandoran mà nãy mình dùng hay sao nè anh em có thấy đúng không nè đấy nó, nó đặt một cái thùng ra xong nó ủa à, nó xiên chết cũ quá luôn anh em ạ à. nói chung là cũng được lượng đam của nó thì nhìn cũng khá là ảo ma canada anh em nó 12 cái đam khi mà đang lên cấp độ này 15 cái đam khi mà chúng ta up lên thêm một cấp nữa ôi cái con của mình hiện đỏ oh, và có một cái tiệc chiêu này anh em ạ à. Ừ, uhm, cũng được thì nếu mà so sánh cái lượng đam của thanh niên này với thanh niên uru mình nghĩ thanh niên này nó sẽ khá là áp đảo so với Uru đấy mà dù cái lượng đen thì đương nhiên không có đủ tuổi với con Uru đấy mà được cái là cái lượng đam này sẽ khá là ngon đấy này mà ồ oh. đấy đóng đinh kiểu này thì quái chết là tươi luôn anh em mà ừ uhm. nhiều cái nữa là mình thấy là hình như là cái hiệu cái hiệu ứng này anh em mà nó 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 hiện nó tấn công ngay đây này, phải không nhưng mà những cái con nào mà bước vào trong cái cái khu vực này nè nó vẫn đi củi như bình thường anh em mà này kiểu như vậy này nó đánh cái trước này phải không đấy À, đó, những cái thanh niên nào mà đút cái đầu vô đút cái đầu vô sao anh em là nó vẫn chết nha anh em mà nè đưa cái đầu vô sao sao nè là vẫn cũng của tỏi nó thường nói chung cũng đẹp đấy từ chiêu này thì mình không biết là gì nên mình sẽ sử dụng luôn nha anh em mà đây để cho đây kia bấm từ chiêu này lên thì y mình cũng chả biết nó là gì nữa các bạn à. bấm xong mình 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 không thấy nó thay đổi hết anh em mà thì anh em nào biết cái tuyệt chiêu của cái thanh niên Aizen là gì đừng quên để bình luận cho mình nhé thì ok thanh niên Aizen của mình thì nó chỉ được như vậy thôi nó có một cái cơ bắp một anh em là lượng đam nó cũng to to tí là, là thôi đấy đã đích thanh niên Aizen này qua có thử coi là thanh niên Aizen này chúng ta sẽ đặt được bao nhiêu thanh niên đấy đặt được tất cả là ba con Aizen như này mà được chúng ta hãy tiếp tục tới thanh niên tiếp theo, thanh niên này mình gọi là uh, Uniwear đi ha anh niên này tên là gì? Uiro, Uiro uh, hả? Uh, Uniwear đi, cho nó nhanh đấy, Uniwear, thì uh, Uniwear này chúng ta sẽ nâng lên là mình đầu tiên mình đã thấy được một cái điểm khá là tuyệt vời của anh niên này đó AOE khá là đẹp, AOE dạng này là cái dạng mới bên mà cái kia mình sẽ gọi là AOE đường thẳng đi ha kiểu như là càng quét, lướt càng quét cái thù uhm. nâng cấp độ đầu tiên sẽ cho chúng ta thêm uh, 7, một ít tốc đánh nè, một ít đam này Đấy, đam nó một ít vậy thôi chứ thật ra cũng khá nhiều đó các bạn À. Nên cấp độ tiếp theo 6 phải lần 3900 đam. Ừm, uhm, càng đánh càng nâng là càng đánh sang thôi. Nói chung là được. Đây một trong những ai mà cũng khá là ổn áp trong game này, nó có thể giúp chúng ta đặt những cái vị trí ngon nghẽ trong game. Đấy nó cũng tương tự ao à, bán nguyệt thôi mà thay bán nguyệt thì cái này là nó là nguyên một cái đường thẳng đẩy trưởng ra luôn. Đó. Oh, và à có một cái khá là hay của thanh niên này là vậy anh biết không? Đó là thanh niên này khi mà trưởng ra nên mà một nó sẽ không phải là trưởng một phát mạnh mà nó sẽ trưởng nhiều phát thì cái điều này anh em biết đó là giống gì không cái này là giống cái thanh niên thanh niên mà dốc cơ này mà thanh niên mà cầm cái cây lưỡi hái á đấy tại thanh niên cầm lưỡi hái thì khi mà trưởng một phát mạnh thì nó sẽ không thể nào phát khiên được còn thanh niên này nó trưởng như vậy thì chúng ta có thể dùng nó để phát khiên một điều khá là hay nên tiếp theo thôi uhm, nói chung là lượng nam tăng cũng không nhiều lắm ở những cái cấp độ sau nha nâng tăng khoảng bảy tám trăm bảy tám trăm thôi đó để nói về cái độ lực á, thì anh em có thấy là cái con mà con IG nó nâng một lần nó tăng rất là nhiều đam luôn anh em ạ và ở cái lần nâng cấp cuối nè nó là một cái lần nâng cấp mình thấy khá là giá trị nè anh em ạ lên đến là 12.000 đam 15.000 đam luôn được mỗi mấy con mà carry mình thấy là lượng đam nó nâng lên là cũng là phải là trong chờ mình nâng cấp cuối cùng anh em này kiểu gọi gió phải không nhỉ anh em mà có coi clip anh em có thể uh, cho mình biết là anh em này sức mạnh của anh ta sẽ chắc là liên quan về gió đúng không hãy nhìn nó bảo tố phải trưởng ra đây cho anh em coi thử coi độ khủng bố của anh em này khi mà đánh một phát hiệu ứng nó sẽ như thế nào nha đó thì uh, nhìn chung thì game làm khá đẹp anh mà nè khi mà đánh anh em anh em sẽ thấy là có một cái tia sáng ban chứ ờ nó kiểu bắn vậy này mà nó, nó, nó giống như là nó thả cái giọt nước lên đầu cái hồ đó nhưng mà thả quá này chắc là bởi mẹ đầu luôn chứ <laughs> sống thế nào được nữa đó nó sẽ sấy 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 liên tục ở trong khu vực đây là một con mình đánh giá là nếu mà cái lượng dps của nó mà hỏi nó ở tầm nào mình nghĩ là cũng thuộc đỉnh đấy các bạn, ạ à. con mình thì chưa mát cấp nha chỉ 74 thôi nhưng mà như vậy là cũng ngon rồi đó anh em mà sức mạnh của nó thì ổn áp để cho chúng ta có thể đem nó vào và quẩy anh em, đấy con này chắc là đặt được ba con nha, cái sức mạnh mà khủng bố thế này chắc bốn con, rồi ok thì uh, những cái unit của mình thì uh, nó sẽ đặt được uh, 3 đến 4 con này ba con này thì chúng ta Uru thì chúng ta sẽ đặt được 5 con Uniway thì đặt được uh, 4 con và các niên Aizen này thì đặt được 3 con bây giờ thì hãy đặt nó lên cùng một cái bàn cân để cho chúng ta coi cái chỉ số sức mạnh của từng con từng con như thế nào nha các bạn ơi đây Đấy, bà mẹ đặt uh, ra quy đó đặt uh, bấm bấm vào cái nhân vật ấy nó cứ bị uh, chập 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 hơi khó chịu xíu. Đấy, mình không có kiểu mà bấm cái nút khác nó thoát ra ngay, mình phải bấm vào chỉ quy nó mới thoát ra. Nên là mình uh, thao tác sai ở đây chưa quen lắm. Đây, thì đây là những cái mà nhân vật của chúng ta ngày hôm nay úp lên mắt cấp từng con từng con hết cho các bạn coi full chỉ số luôn nha. Uhm, đây nâng 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 à, ơi bà mẹ không đủ tiền này mà ảo thật game này nâng à, nãy giờ mình tưởng là tiền mình cũng nhiều lắm nhưng mà vẫn chưa đủ anh em mà còn tiếc còn nâng con uru nữa ôi oh à. Yeah ở quê quẩy chứ con này tại mình sale đi bán lại nhiều anh em nên là cái lượng tiền nó biến mất thì khá nhiều ở trong cái tựa game này khi mà chúng ta sale một cái nhân vật và chúng ta đặt ra lại thì nó sẽ tốn của chúng ta là tới 66 phần trăm lần tức là 2 phần 3 lần này mà ở bên on style chúng ta sẽ mất 50 phần trăm còn bên đây mất tới 66 phần trăm lần đó nên là nó tốn tiền quá anh em ạ à. rồi thì đợi một tí để tiền mình lên sau đó mình sẽ cho anh em coi tổng thể cái sức mạnh của từng con từng con Three days later. Rồi thì sau khoảng tám uh, 8 9, 9 quay thôi là mình đã đủ tiền để chúng ta có thể nâng cấp lên nhưng mà để đây là cái chỉ số maximum của tụi nó nha. Thì khi, khi lên, mình bật hiệu ứng lên nó phát hiện ra là cái con uh, thanh niên này là anh em hỏi là mà chịu hồi đó, thì nó sẽ bắn cái pháo sáng này trời. Dù cũng khá vui. Đặt ra để bút đam cho các bạn xem luôn cái lượng nam tổng thể nha. Thế đây chúng ta sẽ có được là cái thanh niên Uru của chúng ta sẽ có được là 6.200 đam khi mà được bút đam lên. Có cái lượng tốc đánh là 3,4 giây rất là nhanh luôn ba phút nha thì gần như là nhanh gấp đôi hai thanh niên này đấy 52 đang một cái đang rất khủng và thêm 25 phần tỷ quýt mình nhìn thấy là 25 phần tỷ quýt này thì nó bắn cũng được gần như là bốn cái này sẽ chắc chắn là được một khích đó nên mà lượng đam đánh mỗi lần quýt thì nó cũng được ngon khoảng 1,5 tới 2 lần đam cũng được cho cái lượng đam này thì nói chung là mỗi lần mà một phát quýt thì em có thể tưởng tượng ra là nó sẽ được là khoảng 10.000 đam nếu như mà không được bút tới này mà cũng xịn đấy anh niên này thì mình thấy là một trong những cái qua anh em ạ à, thì là một trong những cái thanh niên mà mình thấy là có cái khả năng mà càng quét quái khá là tốt gọi là càng quét quái cũng đúng gọi là phát hiện cũng đúng anh em ạ à. tại vì khi mà anh ta đặt cái lốc xoáy mình ra thì nó xoáy xoáy, xoáy liên tục lên cái khu vực đó. đó những cái con quái là nó sẽ được đi đầu thai luôn chứ không cần mà phải bị mấy anh khác đánh đồng thời thì cái việc này nó sẽ giúp cho anh em có thể hủy diệt được cái khiên của những con quái rất là ngon luôn anh em ạ à. con này thì anh em nên lấy ở đây chúng ta sẽ có là Aizen Aizen thì nó cái tuyệt chiêu này mình vẫn chưa có hiểu nó là tuyệt chiêu gì nữa nhưng mà mình nghĩ là chắc là nó sẽ là ngưng động thời gian hay là một cái tiêu chiêu đó tăng nam lên đấy thì chiêu này thì các ông nội này thì đánh lượng nam nó cũng được một cái thôi kiểu quốc phát mạnh thôi con này thì chả có gì đặc biệt hết đấy con này thì anh em thích lấy không thích thì không lấy rồi vậy là hết nha anh em ạ à. ba cái unit mới mình nghĩ là review như vậy thôi thì mình vẫn còn Tony Shack và một cái con limited mình chưa review thì sớm thôi mình sẽ cố gắng lấy những con đó và review cho anh em xem thử coi là những con đó là những con gì còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đây cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu video khác giờ thì 拜拜。Bye bye.